Này, thuộc dân tộc người Dao áo dài. Quá trời tiền rồi bà chủ nè. Bà chủ này bà giàu dữ luôn rồi nha. Người Dao áo dài 400. Đây là cái cổng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. À, đây nè, nó sẽ dẫn chạy, nó sẽ lên lên tới trên này. Đó, trên này là nó để nè, nó có con đường chạy lên trên đây là cái gì, công viên địa chất toàn cầu cái gì Đồng Văn á. Công viên đá Đồng Văn, Đồng Văn có con đường chạy lên, đoạn đường nó vô ở chỗ này nè, ở đây là ở dưới nè, chúng nó chắc chạy lên trên đó. Hôm nay là nó lên núi nữa nha bà con, nó có chiếc xe nó chạy vòng vòng lên trên đó. Cái đường này nó chạy vòng lên trên luôn, lên tuốt trên luôn. Nó là đi công viên đá Đồng Văn. Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. À, bây giờ mình lên cũng hơi cao rồi nè. Chỗ này dưới này là có cái làng này, nãy mình chạy ngang nè. Núi không à, không có mưa. Trời như cũng được, sợ chỉ sợ trời mưa thôi. Thôi bây giờ đi nha, chạy lên đó, đó cái đường núi đó, đường núi nè, chạy vòng qua đây nè, cái nó chạy ngược lại đây nè, lên luôn, chơi luôn. Giờ mình chạy nè, chạy lòng vòng theo núi lên tới trên này rồi. Rồi bây giờ chúng chưa ở đây, chưa phải là điểm cao nhất à, nhưng mà chút nữa mình chạy á, còn chạy lên cao nữa. Cái đường này nãy mình chạy lòng vòng ở dưới lên nè, tới đây còn chạy lên tuốt trên cao kia nữa kìa. Đó, chắc có lẽ là tuốt trên chót chót trên kia luôn. Chạy con mèo hoang mèo giờ lên càng ngày càng cao. Thôi cái đường này sẽ lên tới đỉnh núi tuốt ở trên cao luôn. Nhìn xuống nè. Con thấy không? Cao dữ dằn luôn. Con đường này chúng nó phải về chắc mai mới về đường này lại, tại vì đi Lào Cai thì phải đi ngược đường trở lại. Thì này là đi lịch sử luôn rồi nha, không biết cái đây là cao nhất chưa, nhưng mà ở đoạn này thì có loại thông này nè. Thông này thường là nó sống ở trên cao mà. Xe cổ cũng qua nhiều. Cái này cà hả? Này cà chua. Này đi, lấy lạc luộc ăn đi bác. Mua ăn chơi này, rồi. Lấy mà. Hả? Này đi. Chào lấy này. Lấy ngô đây này. Trái bán là sao? 5.000 thôi mà lấy. Ngô à? Rồi. Bán mấy gì? 3 trái 10.000. Ừ. Lấy 3 trái đi. Lấy cái mềm mềm á, không là không mua ngô. Cái là lấy chưa nhỉ? Không. Tôi mua tôi ăn liền thôi. Mua ăn liền luôn. Rồi bán ở đây rồi đây, ai mua? Ăn liền được mà. Hả? Khách qua, khách chạy ngang ra mua hả? Ừ. Rồi bán tuốt trên núi vậy. Cái này ngô luộc. Vâng, luộc tại đây ngô, này này. Ngô luộc là người miền Nam thì kêu bắp nấu. Vâng, à. Dạ. À, thuộc dân tộc người Dao áo dài. Quá trời tiền rồi bà chủ nè. Bà chủ này bà giàu dữ luôn rồi nha. Người Dao áo dài 490 đồng. Vâng. Cái này trái gì nha? Mận. Mận hả? À. Có cái gùi nữa nè. Có không?
đỉnh núi à. Không. Ở đây là trên đỉnh núi cao nhất là có ba cô này ngồi bán đây nè. Ba cô người giao áo dài. bán cà, bán mặn, bán tỏi, bán dưa, bán bắp, bán đậu phộng. Đậu phộng luộc chín luôn, bắp cũng chín luôn. Bạn thấy không, đây là lên tới đỉnh luôn rồi. Lên tới đỉnh núi luôn. Bác xe đang chạy rồi. Này cái đỉnh núi đó đây nè, mà đường xe là tới đây rồi. Nó cao chót vót ở trên này. Cái này nó chạy lòn qua núi đi xuống bên kia. Còn có nắng nó là quay rất đẹp. Mà giờ chiều mây mù hết rồi, không thấy gì. Quay xuống dưới là thấy mờ. Ở đây mà có nắng là quay rất đẹp. Ở cái vị trí này nè, mà trời nó mây mù, vô cái mùa này thì nó vậy, đẹp không? Nè, bên đây là trời đang mưa nè, ở sau đít nè, không biết có bị mưa không đâu. Còn ở đây là độ ẩm nó cao, nó mịt trời mù ở chỗ này, nó không có cái làn càng thấy khiếp thiệt. Nó đường nó chạy lòng vòng ở dưới này lên nè. Dài xuống dưới kia là chỗ thấp nhất là dưới này. Rồi mình chạy lên tới trên này cao tới khiếp thì có cái làng cả. Mình chạy mình nhìn thấy ghê. Đó, lên tới cổng trời luôn. Nghe chưa, chuyến đi này lịch sử rồi. Tốt dưới kia nó treo leo chót vót cái trên này nè, trời cao khủng khiếp, cao thấy sợ luôn. Cũng quen chạy mấy cái đường này thấy ghê quá. Đi đâu vậy hả, hai đứa đi đâu vậy, hai đứa con đi đâu, đi đi nhà ở đâu vậy? Ở kia hả? Coi chừng xe đó nha. Đây là khu vực biên giới với Trung Quốc. Có các bạn huyện Quảng Bạ, vô Quảng Bạ tính kiếm gì ăn nè, còn không thì ăn bắp. Có mua ba trái bắp bỏ theo, ba trái bắp 10.000, có gì ăn thì ăn thôi, có ăn ba trái bắp cũng được. Ở đây bắp thì rất là nhiều. Cũng có hai cô bé người Dao nhà đó, nó ngồi xuống. Ủa, ngồi nó làm gì trời? Ở đây lên cũng cao mà còn lên nữa. Ở đây nó có trên này chính lại quay mấy đứa nhỏ nó tắm rồi. Người ta cũng làm ruộng ở đây, là cũng có đá. Rồi có cái suối đây, thấy mấy đứa nhỏ nó tắm. Tính lại quay nó, không biết nó tụi nó có chạy không. Ở đây là đá rồi. Đứa nhỏ nó tắm nước suối. Ở đây là vô huyện Quảng Bạ. Giờ mình ở đây cũng ruộng bậc thang không à. Chỗ này thì ra mới cháy. Chỗ này ra mới cháy.
trời mây u ám, nó mây mù không. Đi chuyến này đi quá sức tưởng tượng. Nhà này thì là bằng đất rồi bạn. Cái ngôi nhà này như ta làm bằng đất. Biết phải không? Hình như theo tôi đoán là nhà làm bằng đất. Mười hai giờ trưa mà ở trên này thấy tối không? Hết muốn thấy gì? Cũng có người sống ở trên này. Mới 12 giờ trưa thôi nha bà con. Mà mây mù á, nhìn như là chiều tối 6-7 giờ tối à, 6 giờ chiều. Đường ở đoạn này đường rất đẹp. Mà tối om mày. Nó trên cao mà nó bị mây tao không thấy đường à. Đồng Văn còn 108 cây số nữa, nhưng mà chắc bữa nay không biết có đi tới Đồng Văn không. Ở Mèo Vạc gì đó cũng có lý lắm ta nói. Trung tâm Quảng Bạ, có thể là vô trung tâm Quảng Bạ nghỉ luôn cũng chừng, để coi coi đường này cũng ngon. Ở đây có cái này cũng đẹp, là để gì sạch sơn thành. Như cái hòn Đăng Bộ, thấy cục đá dựng thôi. Bên kia là qua Tam Giác Mạc, còn mùa này thì đâu còn mùa nữa. Đây cũng ở trên cao lắm mà, còn 5 cây số nữa là tới Quảng Bạ. Còn 5 cây số nữa tới trung tâm huyện Quảng Bạ. Mây mù bây giờ là 12 giờ rưỡi. Đi là 8 giờ rưỡi à, bây giờ 12 giờ rưỡi trưa mới tới Quảng Bạ thôi. Còn công viên, cái gì công viên đá còn xa nữa. Kêu theo người dân tộc Mèo Vạc còn cái quận Mèo Vạc nữa. Rồi đi rồi tới đâu hay tới đó, tới đâu ngủ tới đó. Còn đi lọc vòng trên núi. Chặt mấy cái cua quẹo. Chưa? Khủng khiếp chưa? Trời ơi, chạy tốt trên kia đó này. Ở dưới này là có cánh ruộng này đẹp nè, mà không có nắng nên nhìn chả thấy gì hết.
nó mây mù. Trên này là mây mù, trên cao lắm rồi. Ở đây còn chạy vòng lên đây nữa nè, chặt cái cua cua chỏ này, quẹo lên trên kia. Còn ở đây là rừng mây mù.